như ở Quảng Ninh thế đấy. Đúng rồi. Quảng Ninh bây giờ là những cái núi cái đồi là to đẹp cái là cái thằng nó mua rồi. Nhưng mà người dân ấy ở trên đấy giờ nó khôn đến sao ấy, giờ người ta mua nó không bán cơ mà. Mua không bán đâu. Từ khi người nào nó hiểu nó bí quá nó muốn hoặc là muốn lên phố ấy nó mới bán thôi. Khôn đi. Nhưng mà nó khôn lắm, không bán. Không bán. Đấy thì nhà nước lấy bây nhà nước lấy đâu cũng được. Ừ. Bây nhà ông ngay mật cử rồi cầu đất nhá. Ừ. Bây, ừ. Bây giờ em nó ra một cái quy hoạch, cháu là quy hoạch. Không, giả theo ông giá nhà nước cho tí. Đó, nó không ở ngay cái chỗ hồ Đó Bạc hay cầu kia nó quân cảnh, công an, các thứ nào là nó áp. Nhà nước có lấy đâu được đó. Đúng rồi, vì mình làm gì có quyền sở hữu đất đâu, không có quyền. Cả nhà ông có giấy bìa đỏ bìa đây chưa? Ông lấy thì ông phải bồi thường chứ. Ông mua 575. Thôi. Bồi thường thì bồi thường nhưng mà bồi thường em nói bác nghe này. Có bồi thường thì bồi thường. Bồi thường. Mày ra đi chú mang đến rồi đấy. Này bồi thường theo giá nhà nước. Đúng rồi. Bây giờ ông cứ bồi thường coi 50 triệu mét vuông, 100 triệu mét vuông, nhà nước cũng được bồi thường 25 triệu mét vuông thì sao? Không. Thì anh mới ra đấy nó gọi cái đảo vàng. Thuê 55 thì có như cổ lỗ cái đéo. Dân đen phải chịu đưa ra. 55 là khi đến gần hết hạn thì mình chết mẹ ai rồi. Hả? À đúng không? Mẹ ui rồi, ông ấy ở ngoài đấy tiền nó ném chết người, tiền nó chả biết làm cái gì nữa. Bây giờ mình là cả trong đấy cái khu du lịch mà lên đẳng đấy sống ở đây, bây giờ chúng tôi 55, 75 coi cuối cùng bà thì mình chết luôn rồi. Nó, xe nó vào để tầm đời con mình thuê tiếp được không, như là bác bây giờ cho thuê 55, 75.